Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức một ngày mới an lành. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 2018, con đang ở tại lầu 6 của chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay con trân trọng đến với quý vị một mẫu chuyện mang một nội dung mà xưa nay cổ kim Đông Tây đều quan tâm, cho đến ngày nay nó vẫn không lạc hậu. Đó là có một thiên đường hay địa ngục hay không. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện này nhé. Vị thiền sư nọ nổi tiếng tên là Ha Cui, tiếp một võ sĩ đạo cũng khá nổi tiếng đến viếng thăm và hỏi: này vị thiền sư, có thật có một địa ngục hay thiên đường hay không? Vị thiền sư hỏi lại, ông lại. Người kia nghiêm nghị trả lời: tôi là một võ sĩ đạo. Võ sĩ đạo à? Nhìn cái mặt của ông giống như một tên ăn mày. Ông ta hết sức sốc, như là thói quen của một kẻ chiến đấu, đưa tay vào kiếm, tức giận. Vị thiền sư tiếp: anh có một thanh kiếm ư? Nó rất là cùn, nó rất là lục, nó không thể chém được cái đầu sắt đá của tôi đâu. Vô cùng tức giận, anh ta đưa thanh kiếm lên và vị thiền sư liền nói: à, cửa địa ngục đã mở, đang chờ đón anh. Đóng thanh gươm lại. À, thiên đường đang mở cửa cho anh đó. Câu chuyện kết thúc ở đó. Và đây là cái hiểu của con nhé. Thiên đường là đâu? Địa ngục là đâu? Địa ngục là cái nơi mà ở đó năng lượng bất thiện, đau khổ, sợ hãi, nghi ngờ, tức giận, tham lam ở trong con người này nè biểu hiện ra. Và thiên đường là đâu? Khi đóng cửa địa ngục lại, tức là đóng tất cả những cái trạng thái tâm đau khổ, sầu muộn, tiêu cực, âm tính đó. Và khi đóng nó lại thì một trạng thái khác cũng từ trong tâm này có sẵn biểu hiện ra. Đó là cái ngọt ngào, thanh lương, mát mẻ, nhẹ nhàng, tươi mới, thông dong tự tại, bao dung, rộng lượng. Đó là thiên đường. Vậy nếu như trong này mà nó có hết những thứ đó thì ra bên ngoài tìm kiếm chi cho cực. Bởi vì bên ngoài mà có hay không, trong này mà nó không có, nó có liên hệ gì đâu. Nếu như quả thật bên ngoài mà có một thiên đường mà lòng mình lúc nào cũng khổ thì nó có ảnh hưởng gì không? Còn nếu như bên ngoài kia mà toàn là địa ngục, mà trong lòng mình cũng có, lúc nào nó cũng mát nhẹ, thì địa ngục nó có giá trị gì? Nếu mình có thể sắp xếp được thân tâm theo ý mà mình muốn hạnh phúc, theo ý mình muốn, thì mình xuống địa ngục có chuyện gì đâu. Như vậy thiên đường hay địa ngục nó không có bên ngoài, mà nó là cái thứ ở bên trong. Đó là điều rất quan trọng. Nó là cái thứ đã có sẵn rồi, ta tích lũy nó rồi, bây giờ ta tưới tẩm, ta nuôi lớn. Và ta nuôi con nào thì con đó lớn. Trong một người ta có nhiều con lắm. Có nhiều cái loại con. Những con tốt, những con xấu. Giống như con mèo, ta cho nó ăn hoài, nó sẽ theo. Ta cho con nào ăn, con đó sẽ lớn. Vậy 24 tiếng đồng hồ ta nuôi con nào nhiều thì ta phải tự ý thức và cẩn thận để nhận ra. Nếu không ta nuôi con này lớn rồi ta sợ hãi, ta đi hỏi cái con nó có bên ngoài hay không, nó là đang có trong này, đây khỏi cần hỏi, ta cũng biết. Trong nhà Phật chúng ta, Đức Thế Tôn dạy á, là ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu muốn biết cả cái pháp giới tánh này nè, hãy biết cái tâm của mình. Bởi vì toàn bộ pháp giới tánh là từ cái tâm mình tạo ra. Nói như vậy không có nghĩa là nói cái chuyện di vật di tâm nhị nguyên đối đãi, mà ở đây nó có nghĩa là toàn bộ những gì bên ngoài kia, nếu như trong tâm anh không có, làm sao anh có thể thấy được? Anh chỉ thấy những gì anh là, anh không thể làm những cái gì mà trong lòng anh không có. Vì vậy nó chỉ là hai chiều, cái này làm lớn lên cái kia, bên ngoài làm lớn lên bên trong, và bên trong đó nó tương tác với bên ngoài, hai thứ nó là một. Cả một chồng sách của thế gian, đủ thứ bộ môn hiểu biết kiến thức, bằng hai cách ta đọc được những thứ đó. Một là đọc từng cuốn sách một. Hai là quay về cái gốc, cái mà viết ra những cuốn sách đó. Cái nào? Cái này nè. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy rằng trong cái thân 1.8 này chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể trải nghiệm được khổ, nguyên nhân của khổ, sự kết thúc khổ và con đường đưa đến kết thúc khổ, đó là tứ diệu đế. Bằng cái thân này ta giải quyết cái khổ và ta có cái hạnh phúc chân thật, chứ không phải ở bên ngoài kia. Cho nên hỏi những câu hỏi nào đó ở bên ngoài kia
thì đó là vô ích. Và địa ngục với thiên đường ở trong này nhé, đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai, nhà Phật dạy chúng ta bỏ ác, tức là giữ năm giới để được làm kiếp người. Muốn làm người phải bỏ ác, tức là giữ năm giới. Không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có nói dối, không có rượu chè. Không làm được, không giữ được năm cái giới đó, tức là ta làm ác, ta giết, ta hại, ta ăn cắp, ta trộm, thì ta sẽ đọa vào các cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục ở đây là tượng trưng cho những cõi thấp. Và nhà Phật dạy tiếp, hãy làm những điều thiện, giữ 10 điều thiện để sinh chư thiên. Và nhà Phật dạy tiếp là hãy thanh tịnh tâm ý, tức là hoàn toàn giải thoát khỏi cái chư thiên, khỏi cái địa ngục, tức là không có lên xuống luân hồi qua lại hoài hoài, mà là thoát ra khỏi nó. Bởi vì ta không thể có địa ngục mà không có chư thiên, thiên đường. Ta không thể có thiên đường mà không có địa ngục. Địa ngục là địa ngục có cái gì, thiên đường là thiên đường có cái gì. Và cái hạnh phúc đối đãi lúc nào nó cũng ở bên ngoài kia. Bởi vì khi ta để bên ngoài kia quyết định, nó sẽ cho ta cái hạnh phúc và cái đau khổ mà ta không thể tự giải quyết. Đó là lý do vì sao mà tự động một thành phố trở thành một thành phố buồn. Bởi vì trước đó nó vui quá mà. Nắm tay đi, nghe tiếng chuông nhà thờ, dưới ánh nắng buổi chiều hoàng hôn, đẹp quá, yêu nhau. Bây giờ cô ta bỏ anh ta, cả thành phố ấy trở thành thành phố buồn. Với cái thành phố buồn đó là ai tạo? Địa ngục ở trong lòng của ta. À, trước đó là thiên đường của ta, bây giờ nó không còn nữa cái thiên đường đó, trở thành địa ngục. Vậy cho nên hưởng thiên đường bao nhiêu sẽ hưởng, phải hưởng địa ngục bấy nhiêu đấy. Biết như vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy cho người đệ tử học theo ngài rằng hãy thoát khỏi cả hai. Thoát bằng cách nào? Bằng cách này nhé. À, khi bỏ việc ác á, ta đừng ta thấy có một cái tôi bỏ ác, đừng thấy có một cái tôi giữ năm giới. Bởi vì nếu mà ta giữ năm giới, ta bỏ ác mà ta thấy ta bỏ ác mà người khác không bỏ giống ta thì họ ác, và cái đó là cực ác. Còn khi ta làm thiện, ta tu 10 giới, ta đừng ta thấy ta giữ giới và ta đừng ta thấy ta làm thiện. Bởi vì ta thấy ta làm thiện mà người khác không làm giống như ta thì người khác bất thiện, thực ra ta là bất thiện. Vậy bỏ ác mà không thấy mình bỏ ác, không có một cái tôi bỏ ác. Làm thiện mà không thấy mình làm thiện, không có một cái tôi làm thiện, đó đích thực là bỏ ác, đích thực là làm thiện. Đó chính là áp dụng cái thanh tịnh tâm ý ngay trong cái việc bỏ ác và làm thiện. Như vậy ta làm được bỏ ác, ta làm được làm thiện, rồi ta bắt đầu, và ta đã thanh tịnh tâm ý ngay trong cái lúc làm thiện bỏ ác đó, thì ta đang đi trên con đường vượt thoát khỏi cái thiên đường và địa ngục, ta tự tại vào ra sanh tử. Tại sao mà vị võ sĩ đạo nọ tức giận? Ta nên biết điều này. Cái địa ngục đó là cái gì? Trước đó đâu có tức giận đâu. Tức giận nó từ đâu ra? Vậy tức giận nó là một cái kết quả. Nó gọi là cảm thọ. Cảm thọ là kết quả của một cái gì? Một từ gì? Anh ta nghĩ gì anh ta mới tức giận chứ? Anh ta nghĩ gì nè? Anh ta có một cái hình ảnh về mình, đó là một võ sĩ đạo được cung kính trong một xã hội đó. Và cái hình ảnh nó được cung kính thì anh ta sống với một cái, với một cái cảm giác được mọi người thương yêu cung kính, đó là cảm giác trên thiên đường. Và khi cái hình ảnh đó nó bị chà đạp xé nát thì anh ta bị loại trừ, bị tấn công, cảm giác đau khổ, à đó là địa ngục. Như vậy cái hình ảnh của anh ta, cái tôi của anh ta, cái trải nghiệm của anh ta, cái ngã của anh ta đấy, chính là cái nơi ở đó nó làm những cái hành động tốt, hạt giống tốt, thì cái hành động cái hạt giống đó nó trổ quả lên thiên đường, thì anh ta lên trên đó mà anh ta hưởng thụ. Cũng chính cái tôi đó nó làm những hành động xấu, nó tạo những hạt giống xấu, khi những hạt giống nó trổ quả thì nó xuống cái nơi tương ứng được gọi là địa ngục để nó hưởng thọ, à nó lãnh chịu. Như vậy thì muốn bỏ đi cái thiên đường địa ngục, mình phải bỏ đi cái hình ảnh là cái tôi tích lũy làm thiện làm ác mỗi ngày. Tức là cái khổ bản thân nó không nằm ở trên cái sự việc, cái hiện tượng, cái con người, cái hoàn cảnh, mà nó nằm ở trên cái suy nghĩ quánh giá của mình lên cái hoàn cảnh, cái sự việc, con người đó. Như vậy muốn hết khổ không phải là biến mất khỏi cái hoàn cảnh kia theo kiểu nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, chạy trốn hay kháng cự, mà là hãy cho cái thực tại của cái hoàn cảnh, cái sự việc, cái con người đó như vậy, đừng có tham gia vào nó, và mình không có trở nên là nạn nhân của những sự kiện ấy. Mình bỏ suy nghĩ của mình lên sự kiện chứ không phải là thay đổi sự kiện. Vì cái khổ chính là suy nghĩ chứ không phải là sự kiện làm mình khổ. Bởi vì cái khổ là nó ở trong này chứ không phải là ngoài kia. Vậy tại sao mình thấy ngoài kia mà mình không thấy trong này? Đó là một sự mâu thuẫn. Mà cái khổ đó
Nó được làm nên từ cái tôi của mình, đồng hóa vào suy nghĩ. Bản thân suy nghĩ không có tội, nhưng mà mình có một cái tôi phía sau suy nghĩ. Cho nên cái tôi đó nó tạo ra bốn bức tường của suy nghĩ. Bốn bức tường là sao? Tôi suy nghĩ về quá khứ, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó hối tiếc về quá khứ, nó sợ hãi, nó buồn chồn về tương lai, và nó dính mắc hay nó kháng cự ở hiện tại. Nó làm liên tục ra những cái sự phán xét đúng sai hay dở được mất cho cái tôi là trung tâm của nó. Thì cái xung quanh đó là bốn bức tường của địa ngục. Và chính hình ảnh cái tôi của mình lúc nào nó cũng ở trong cái trạng thái như là một ngục tù, một tù nhân, để xung quanh nó là đầu trâu mặt ngựa. Chính là những cái suy nghĩ của mình trên hoàn cảnh, trên con người, trên sự việc, nó tác động vào liên tục vui buồn. Thì cái vui đó cũng chỉ là một cái loại địa ngục, mà địa ngục tốt. Cái vui cho cái tôi bao nhiêu thì cái khổ cho nó bao nhiêu, phải không nào? Ta thương một người bao nhiêu ta hận bấy nhiêu, ta thiên đường bao nhiêu ta địa ngục bấy nhiêu. Nhiều khi ta đập ngực mà ta nói tại sao cuộc đời lại bất công với ta, ta thực sự bất hạnh. À, chính những cái suy nghĩ của mình lên hoàn cảnh nó luôn đập vào mình. Đập vào mình là cái gì? Vào cái tôi ảo tưởng của mình. Mình có một cái tôi như vậy, và mình có hình ảnh gì mình, mình có một mối quan hệ gì mình, ô mình tuyệt vời quá, hoặc là tại sao mình dở tệ quá, tại sao mà mình ích kỷ, mình vô dụng quá, và mình trầm cảm, mình miên man với một cái sự vô dụng và mình muốn tự tử. Rất là nhiều bạn trẻ ngày nay như vậy, cảm thấy mình vô dụng. Như vậy chính một cái tôi mà nếu ta không thấy hình, ta không thấy nó, thì nó sẽ là cái nơi luôn liên tục tạo ra những địa ngục, chứ không có thiên đường nào hết đó. Bởi vì cái tôi bản thân nó là một tù nhân, nó bị nhốt ở trong cái bốn bức tường của suy nghĩ liên tục miên man. Muốn sống thì đừng có suy nghĩ mà không biết, mà muốn suy nghĩ mà không biết thì đừng có sống. Nó chỉ vậy đó. Bởi vì năng lượng của sự sống nó không cần cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ là của con người này là một cái mớ dây mơ rễ má của hình ảnh của cái tôi về mình quánh giá lên thực tại đó. Như vậy ở đây nhá, bài học rút ra là ta không có tham gia vào. Giống như ở đây vị thiền sư chỉ là chỉ ra cái thực tại ở trong lòng của võ sĩ đạo nọ, không có nói một cái gì đó dông dài phi thực tại, và không có tham gia vào cái cơn sân hận của anh ta, cũng không có tham gia vào cái lúc mà sau khi anh ta sân giận. Tức là vị thiền sư không có cảm giác sợ hãi khi mà rút gươm lên. Không có hình ảnh gì mình đâu sợ chết đâu, nhưng mà chỉ một cái lời nói tác động thôi là cái người kia lập tức sân giận liền. Vậy hình ảnh của cái tôi nó tạo nên thiên đường, rồi hình ảnh của tôi nó cũng hết thiên, nó tạo ra địa ngục, rồi hình ảnh của cái tôi nó cũng hết cái địa ngục và nó tạo ra cái thiên đường. Nhưng mà vị thiền sư chỉ có một cái trạng thái tâm thôi, không thiên đường, không địa ngục gì hết, ngay vậy đó mà giải thoát. Cái bài học nữa từ cái người đi hỏi, chính là người học trò, đại diện là người hỏi, chính là vị hiệp sĩ nọ. Khi mà ta không biết một điều gì đó mà ta hỏi á, thì cái người thầy có thể là đáp, có thể là không đáp. Nếu như lòng mình đã sẵn sàng lắng nghe thì người thầy sẽ đáp. Nếu mà mình chưa sẵn sàng lắng nghe mà mình muốn biết một cái gì đó mà cái không gian mình chưa đủ lớn để trải nghiệm cái thứ mà vị thầy có, thì người thầy rất là từ bi sẽ không cho đâu. Bởi vì nếu cho mình một cái áo giáp của một sư tử mặc lên như trong một tim của một con chuột nhát, thì mình sẽ hành động một cách rất là ngớ ngẩn và tạo tác sai lầm. Bởi vì mình chưa có bản lĩnh bỏ ác thì làm sao mình làm thiện. Mình đi làm thiện mà mình bỏ ác, giống như mình tháo nước vào trong cái hồ và mình tháo lũ muỗi ra, mất công. Hãy bỏ ác, hãy bỏ ác trước. Nếu như vậy thì ở đây một bộ giáp của một sư tử chỉ mặc lên con tim của một sư tử thôi, không nên mặc lên tim của một con chuột nhát. Nó được người ta cung kính bao nhiêu, nó được người ta ngưỡng mộ bao nhiêu, mà phước đức, mà trí tuệ, mà tồn tại của nó không đủ, đó là đậu đặt nó là hại nó. Đó là điều thứ nhất người học trò, người đi hỏi, khi hỏi cần lưu ý. Thứ hai, khi hỏi được phép học hỏi, được phép lắng nghe, nhưng không lấy hoàn toàn cái trải nghiệm của cái người bên ngoài nói mình nghe để làm cho đôi mắt mình mù, làm cho đôi chân mình cụt, bằng cách mình tin họ hoàn toàn mà không cho phép mình một cơ hội để mà trải nghiệm. Giống như Đức Phật nói, Phật dạy là đừng có tin ta bởi vì những gì ta nói. Trong kinh Kalama Phật nói là hãy
mở lòng ra, trải nghiệm. Ta nói như thế này nè, ta chứng đắc như thế này nè, ta trải nghiệm như thế này nè, hãy làm đi. Không phải tin bởi vì đó là lời ta nói, bởi vì tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Như vậy á, khi mà ta hỏi, ta cẩn thận rằng đó là trải nghiệm của họ, và mình phải trải nghiệm giống họ, chứ không phải là tin những gì họ nói. Bởi vì tin là mình không có khả năng bước thêm bước nữa. Còn đối với người học, người thầy, tức là người trả lời câu hỏi, tức là người truyền trao, thì nên nhớ mấy điều này. Đó là như trong một cái xã hội hiện đại, những gì mà ta nói như là một cái liều thuốc trị cho một loại bệnh nhất định. Trong một người nghe, trong một thời điểm, cái thuốc đó nó giá trị cho cái bệnh đó, nhưng nó lên YouTube trên một thế giới phẳng, thì hàng ngàn người nghe, họ vô tình áp dụng một liều thuốc cho hàng ngàn thứ bệnh, nó trở nên là sai lầm. Cho nên là một người thầy thì từ bi, không nên cố định đóng đinh một sự thật thành cái chuyện là có hay là không. Không phải lúc nào cũng có, nhất định có, không nhất định không. Thực ra có thì có từ mấy may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Nhưng mà đối với người mà đang có nhân có quả, có còn cái tôi cái ngã, thì nên chấp có tốt hơn là chấp không. Bởi vì không là tất cả rơi vào cái không là nguy hiểm vô cùng, phá hoại nhân quả. Cho nên lấy cái trung đạo, tức là cái nhu nhiến nhân duyên, không có rơi vào một cái nào hết. Còn hễ mà nói có nói không, tức là ta rơi vào thường kiến và đoạn kiến, tức là nhị biên của tà kiến vậy. Để cho cái người học trò họ thấy được cái bệnh của họ và cho họ cái thuốc cho nó phù hợp để trị cái bệnh tạm thời của họ mà thôi. Chứ còn cái thuốc bản thân nó không phải là chân lý, bởi vì hết bệnh đâu cần thuốc. Cái thứ hai là một người thầy giỏi là một người thầy chỉ cho người học trò mình thấy hiểu, chứ không phải chỉ cho người học trò mình tin. Giống như ở đây, vị thiền sư chỉ cái địa ngục thật là cái sân đó, chứ không nói cái địa ngục mà mình trải nghiệm nó khác. Nói cái thiên đường chính là bỏ đi cái địa ngục đó, và rõ ràng là có người nghe trải nghiệm được hoàn toàn. Tức là chỉ người ta thấy, chứ không có nói cái chuyện dông dài. Cái thứ mình có thể thấy đó, nhưng mình không cần thiết nói ra. Bây giờ khi nói ra với cái người mà chưa có trải nghiệm và chưa đủ cái năng lực để trải nghiệm, thì họ chỉ có hai chọn lựa thôi, đó là tin hoặc là không tin. Nếu mà tin thì họ có một cái chuyện vui vui để kể. Và nếu họ tin là có thiên đường, thì cái thiên đường đó là của họ tạo hay thiên đường có thật? Mà thiên đường họ tạo, họ sẽ thỏa sức bay bổng tâm hồn mà tạo ra những cái thiên đường của mỗi người khác nhau, và họ chấp dính vào đó là thiên đường của họ. Mà ai không theo thiên đường đó thì cái người đó đang ở dưới địa ngục, và họ nhân danh thiên đường họ loại trừ tất cả những người đang ở dưới địa ngục để giúp họ. Giống như mình nghĩ mình là con người, mình phải giết con vật để cho nó đầu thai tốt hơn vậy đó. Đó là mê lầm. Cho nên nói ra một cái tốt thực ra nó cực kỳ nguy hiểm, nếu như những người kia họ dính vào đó là cái tốt. Cho nên Đức Phật dạy rất hay, Đức Phật không có nói niết bàn là một cảnh giới nào, mà Đức Phật nói niết bàn tức là dập tắt, nói một cách phủ định lại bằng không, là nếu nói ngược lại là một thiên đường là niết bàn, là chúng sanh sẽ chấp dính vào đó. Còn nếu như mà không tin có địa ngục, thì người ta sẽ phá hoại nhân quả, người ta sẽ tạo tác những việc mà do mê mờ. Có nghĩa là cái nhân địa ngục của họ có sân, có tham, là có địa ngục trong lòng, mà họ là không có tin một cái địa ngục bên ngoài, thì vô tình họ sẽ lấy cái nhân là địa ngục, họ tạo ra địa ngục ngày một nhiều hơn. Thực ra ta nói những thứ đó có hay không bên ngoài, ta sẽ làm tạo ra một cái sự phỉ báng cho những kẻ không tin tưởng về nhân quả, khiến cho họ đi gần tới địa ngục hơn. Đã. Cho nên không xác quyết có hay là không, và lấy trí tuệ để chỉ cho họ thấy, chứ không phải là nói cho họ tin. Đó là những cái ý nghĩa bài học mà qua mỗi chuyện này con cảm nhận và cố gắng chia sẻ đến để chư thiền hiểu tri thức cảm nhận và có thể ứng dụng được ít nhiều. Con cũng rất là mong muốn được lắng nghe những cái ý nghĩa khác được rút ra từ những cái khía cạnh nhìn nhận đa chiều khác nhau. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.